vì sao Tô Lâm lật lại hồ sơ vụ Siputra có dính dáng gì tới Tổng Trọng hay không? Trong những ngày vừa qua, vào thời điểm chính trường Việt Nam biến động lớn, Chủ tịch nước, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vẫn chưa có khả năng kiểm soát được toàn bộ quyền lực trong đảng. Dư luận đặt câu hỏi Tổng Trọng đang ở đâu và vì sao liên tục vắng mặt. Đặc biệt là liên tiếp 4-5 kỳ họp quan trọng gần đây, người ta thấy ông Trọng không tham dự mà chỉ gửi thư chỉ đạo. Theo giới quan sát, trong những ngày đầu của tháng 7 năm 2024, ông Trọng đã không tham dự các hội nghị rất quan trọng trong vai trò Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương diễn ra vào ngày 4 tháng 7, hội nghị Quân ủy Trung ương diễn ra vào ngày 8 tháng 7, hội nghị Ban Bí thư triển khai quy định số 144 về công tác nhân sự chủ chốt cho đại hội lần thứ 14, và mới nhất là hội nghị Quân chính toàn quân vào ngày 10 tháng 7 do Bộ Quốc phòng tổ chức. Được biết, lần xuất hiện gần nhất của Tổng Trọng trước công luận là buổi hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Hà Nội chiều ngày 20 tháng 6. Theo những hình ảnh được truyền thông nhà nước công bố, Tổng Trọng xuất hiện trong một trạng thái rất xấu, khuôn mặt thì phủ thũng, dáng vẻ yếu ớt, không thể ngồi thẳng bình thường mà phải ngả người dựa vào phía sau. Nguồn tin nội bộ cho Thời báo .de biết rằng ông Trọng đã mất khả năng tự đi lại, có nghĩa là ông đã hết khả năng tự làm việc. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của đời người, vì thế nguyên tắc ốm tha, già thải để thay thế nhân sự là lẽ thường tình. Nhưng với một kẻ tham quyền cố vị như Tổng Trọng thì đó là một cái nghiệp mà ông phải trả và bị người ta đòi nợ vào những năm tháng cuối đời. Đó là câu chuyện liên quan đến dự án khu đô thị Nam Thăng Long Siputra của nhà đầu tư Indonesia từ những năm 2002 đến năm 2004. Lúc đó, ông Trọng là bí thư Thành ủy Hà Nội. Tờ báo Tuổi Trẻ vào năm 2006 đã bài viết nhà nước thiệt hại 3.000 tỷ đồng do quyết định duyệt giá đất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo bài viết, chỉ vì một quyết định của chính quyền Hà Nội vào ngày 14 tháng 2 năm 2004, duyệt giá thu tiền sử dụng đất của dự án Siputra sớm hơn 16 ngày so với ngày công bố giá đất theo luật đất đai, mà ngân sách nhà nước đã bị thiệt hại tới 3.000 tỷ đồng. Bài báo phân tích quyết định số 4622 ký vào ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội áp giá đất dự án Siputra thấp hơn giá thị trường rất nhiều, chỉ từ 620.000 đồng đến 1.500.000 đồng mỗi mét vuông. Sau quyết định 4622 có 16 ngày, chiếu theo luật đất đai, giá đất mới tại Hà Nội được công bố áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2005 là 6.480.000 đồng đến 12 triệu đồng một mét vuông, cao gấp 8 đến 10 lần giá đất và quy định số 4622 phê duyệt cho dự án đầu tư dự án Siputra. Đổi lại, lãnh đạo Hà Nội đã nhận được những khoản quả biếu trên mức tình cảm lên tới hàng triệu đô la bằng hiện vật và tiền mặt. Đây là một dự án đầy tai tiếng liên quan đến Tổng Trọng, một người nổi tiếng là trong sạch. Dù rằng Tổng cục An ninh Bộ Công an giai đoạn 2010 đã cho điều tra vụ án này, tuy nhiên vào thời điểm đó vì nhiều lý do khác nhau nên câu chuyện đã bị chìm xuống. Nhưng không hiểu vì lý do gì, mới đây bất ngờ Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức một phiên chất vấn liên quan đến dự án Siputra theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có căn cứ báo cáo Thủ tướng. Giới quan sát cho rằng những động thái này cho thấy có sự bắt tay giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm cái sức ép buộc Tổng Trọng phải chủ động sớm rút lui trước Hội nghị Trung ương 10 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2024. Theo giới phân tích, nếu ông Trọng không tham gia và tham quyền cố vị, thực ra biện pháp này có nghĩa là với một lãnh đạo có tự trọng, còn với Tổng Trọng thì hoàn toàn không có ý nghĩa vì ông Trọng đang ở tình trạng sức khỏe rất yếu kém. Hơn nữa, có một quy định bất thành văn trong nội bộ của Đảng, theo đó không chỉ tứ trụ mà ngay cả ủy viên Bộ Chính trị trở lên cũng được hưởng đặc quyền có kim bài miễn tử, nghĩa là khi vi phạm có vấn đề tham nhũng, nếu chủ động xin thôi chức vụ thì sẽ được cho hạ cánh an toàn, không bị xử lý hình sự và thu hồi tài sản có được do tham nhũng. Trừ trường hợp ngoại lệ duy nhất cho tới nay vẫn chỉ có ông Đinh La Thăng mà thôi. Do vậy, việc lật lại hồ sơ vụ án Siputra, khu đô thị Nam Thăng Long Hà Nội đối với Tổng Trọng là điều hoàn toàn không có ý nghĩa nhiều lúc này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin vì sao vụ việc lật lại hồ sơ vụ án Siputra đối với Tổng Trọng là điều không có ý nghĩa. Vì sao Thủ tướng Phạm Minh Chính phải ra mặt chịu lép vế với Tô Lâm đến như vậy? Chuyện của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã từng gây ra cho Thủ tướng Phạm Minh Chính không ít phiền toái.
Trong một thời gian rất dài trước hội nghị Trung ương 7 khóa 13 vào tháng 5 năm 2023, Tổng Trọng đã tìm mọi cách muốn thông qua con bài Nguyễn Thanh Nhàn để mưu đồ hất ông Chính ra khỏi ghế Thủ tướng, dành chỗ cho đàn em của mình. Khi ấy, trong cuộc họp với cử tri Hà Nội vào ngày 13 tháng 5 năm 2023, chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố bóng gió rằng để bà con xem có trốn cũng không trốn mãi được đâu, trước sau chúng tôi cũng xử lý. Khi đó Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vẫn còn là người tâm phúc của ông Trọng. Với tuyên bố của ông Trọng, Tô Lâm cũng chỉ biết im lặng. Vì bà Nhàn là nhân vật VIP của nhiều quan chức cấp cao, có hệ thống bảo vệ, bao bọc, dày đặc, đâu phải như kẻ ham chơi Trịnh Xuân Thanh, nên không thể dễ dàng bắt được. Vào ngày 10 tháng 7, Tòa án Nhân dân TP.HCM lại tiếp tục xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án thứ 3. Vụ này, bà Nhàn và đồng bọn bị cáo buộc đã gây thiệt hại 94,6 tỷ đồng trong vụ thông thầu tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM. Được biết, ngày 11 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã luận tội đề nghị mức án đối với 14 bị cáo trong vụ án này, trong đó ông Dư Hoàng Sô, cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM, đã thoát án tử hình theo khung hình phạt cao nhất, mà ông này bị truy tố do đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi là 11,3 tỷ đồng trong tổng số 14,4 tỷ đồng nhận hối lộ từ IEC. Ông Sô bị đề nghị mức án từ 15 đến 16 năm tù. Bà Nhàn đang trốn truy nã, bị xét xử vắng mặt và bị hội đồng xét xử đề nghị mức án đến 24 năm tù. Theo giới quan sát, vụ án công ty IEC và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được công luận đặc biệt quan tâm. Đây là vụ án mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực yêu cầu xử lý nghiêm. Do đó, nó là một án vô hình, treo lơ lửng trên đầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nguồn tin nội bộ cho biết ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính đều là những đàn em của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Tô Lâm đều là hai ứng viên hàng đầu chiếc ghế Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, theo giới thảo tin, giữa hai ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính vẫn thường xuyên nghi kỵ lẫn nhau, dẫu không nói ra nhưng ai cũng biết. Đó là lý do người ta nhận xét Thủ tướng Chính là người có nhiều mưu ma trước quỷ. Người ta gọi ông Chính là một con tắc kẻ hòa, thường xuyên đổi màu. Cụ thể, sau khi ông Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước vào 22 tháng 5, ngay chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính đã lập tức ký quyết định chỉ định Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, tạm quyền lãnh đạo bộ. Quyết định này của ông Chính đã làm tiêu tan ý đồ của Tô Lâm khi muốn là Chủ tịch nước kiêm luôn Bộ trưởng Bộ Công an. Nhưng Tô Lâm khi đó chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Phải chăng đó là lý do tại thời điểm căng thẳng hiện nay, Cổng Thông tin Chính phủ đưa tin Thủ tướng phân công nhiệm vụ cho Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Bản tin cho biết Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 613 về việc phân công ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và là thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với hai địa phương là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên về vấn đề kinh tế. Quyết định kể trên đã gây tranh cãi khi ý kiến cho rằng trách nhiệm của Bộ Công an là thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự an toàn xã hội. Vậy tại sao Bộ trưởng Lương Tam Quang không thực thi chức năng chính của Bộ mà đi làm kinh tế cho quê hương Hưng Yên và thành phố Đà Nẵng? Công luận đặt câu hỏi, chỉ đạo kể trên của Thủ tướng Chính xuất phát từ đâu? Từ gợi ý của Chủ tịch nước Tô Lâm hay tự Thủ tướng Phạm Minh Chính nghĩ ra? Tô Lâm có thể sử dụng con bài Nhàn IC để mặc cả với ông Phạm Minh Chính hay không? Cho nên ông Thủ tướng đã làm như vậy để lấy lòng ông Chủ tịch nước theo kiểu có đi có lại mới toại lòng nhau. Công luận thì nghi ngờ, hay là Thủ tướng Phạm Minh Chính có tật giật mình khi có những sai phạm lớn mà Bộ Công an đã có đủ tài liệu và họ sẽ gọi tên ông Chính bất cứ lúc nào? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Thủ tướng Phạm Minh Chính phải ra mặt chịu lép vế với Chủ tịch Tô Lâm đến như vậy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.